Kinh văn. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thật như Đấng Pháp Vương đã nói, tánh giác duyên khắp mười phương cõi nước, tánh giác ấy thanh tịnh vắng lặng, thường trú không sinh không diệt. Điều ấy so với thuyết minh đế của Phạm Chí Ta Tỳ Ca La hoặc các thuyết của ngoại đạo Đầu Hôi, vân vân. Nói có một chân ngã trùm khắp cả mười phương thì có gì sai khác? Giảng. Để đáp lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về vấn đề phải và chẳng phải, A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đúng như Đấng Pháp Vương đã nói, tánh giác duyên khắp mười phương cõi nước, tánh giác ấy thanh tịnh vắng lặng, thường trú không sinh không diệt. Trạm duyên là chỉ cho những gì thanh tịnh và vắng lặng. Lấy ví dụ như một bát nước đục, chúng ta không thể nói đó là trạm nhiên. Nhưng sau khi bùn và cát đã lắng lại, quý vị có thể thấy được tận đáy, chúng ta nói đó là trạm nhiên. Thể tánh của giác duyên là thanh tịnh vắng lặng, thường trú và không sinh không diệt. Điều ấy so với thuyết minh đế của Phạm Chí Ta Tỳ Ca La hoặc các thuyết của ngoại đạo Đầu Hôi, vân vân. Nói có một chân ngã trùm khắp cả mười phương thì có gì sai khác? Phạm Chí Ta Tỳ Ca La nói rằng ông ta giáng sinh từ cõi trời Đại Phạm Thiên, là vị thần trong loài người, và trong tương lai ông ta sẽ sinh vào cõi trời Đại Phạm Thiên theo quyết định của ông ta. Ông nói trong tương lai chúng ta đều sẽ trở về cõi trời Đại Phạm Thiên. Ông ta là người cổ vũ cho Phạm Thiên. Phạm có nghĩa là thanh tịnh, và Ta Tỳ Ca La như tôi đã giảng trước đây. Tuy vậy, tôi tin là chẳng có ai còn nhớ, có nghĩa là ngoại đạo tóc vàng. Quý vị có nhớ con gái của Ma Đăng Già không? Cô ta đòi mẹ mình sử dụng thần chú của tiên Ta Tỳ Ca La Phạm Thiên, chính là ngoại đạo đang đề cập ở đây. Thuyết minh đế do ngoại đạo rao giảng cũng sẽ được giải thích. Trong trạng thái tối tâm hỗn độn bất động ấy, người ta không nhận biết cái gì hết thảy. Mình có nghĩa là hoàn toàn không có ý thức. Quý vị có thể nói rằng người ta bị say rượu rồi lại nói họ không bị say. Quý vị có thể nói rằng người ta dùng ma túy rồi lại nói họ không hút gì cả. Đơn giản là họ hoàn toàn không biết gì cả. Ở Ấn Độ có một phái ngoại đạo thực hành khổ hạnh. Họ nhiệt thành nói rằng họ muốn sống theo lối tự nhiên, thế nên họ không mặc nhiều áo quần và không tắm rửa. Rồi họ nằm lăn trên tro cho đến khi toàn thân lấm đầy tro. Có những phái ngoại đạo ném tro vào chính mình. Có những ngoại đạo khác lại nằm trên giường đinh. Họ đóng đinh trên giường rồi nằm ngủ trên đinh. Đinh không đâm vào da thịt họ, và họ bảo rằng vì họ có thân kim cương bất hoại. Quý vị có nghĩ rằng đó là trò lừa bịp thiên hạ không? Có những ngoại đạo khác trung thành với phép tu khổ hạnh vô ích, như họ không ăn thực phẩm ngũ cốc mà chỉ dùng cỏ và lá cây. Các ngoại đạo này đều bao gồm trong ý A Nan đề cập đến. Những ai đã tin có một chân ngã bao trùm khắp cả mười phương, nhưng bỏ công tu tập của họ, dù họ chịu đựng cực kỳ khó chịu, việc ấy cũng không đưa đến sự thành tựu rốt ráo. Chẳng hạn, lối tu khổ hạnh vô ích khi ngủ trên giường đinh và làm cho đinh không làm rách da thịt chẳng đáng giá chút nào cả. Vì da heo thì ít nhiều gì đinh cũng chẳng thể xuyên thủng được. Mà heo có tu như vậy đâu? Đinh không thể xuyên thủng da bò, mà bò có tu như vậy không? Không. Nên đây là lối tu khổ hạnh
không ích lợi gì cả. Thế nên quý vị không nhầm lẫn ở đây và nghĩ rằng họ ắt là có được thân kim cương bất hoại chỉ vì họ tự cho mình có được thân ấy. Thực ra đây là một quan niệm sai lầm. Cũng như có được lớp da heo hay tấm da bò thì chẳng có gì là đặc biệt. Họ tu tập theo lối này hàng ngày, thế nên họ thành tựu kết quả ấy và có được năng lực đặc biệt. Nhưng đó không được xem như bất kỳ loại năng lực thần thông nào cả. Cũng chẳng có nghĩa là họ đã đắc đạo. A Nan thưa hỏi Đức Phật: Thế Tôn bảo rằng giác duyên trùm khắp mười phương, có khác với chân ngã mà ngoại đạo ấy cho rằng trùm khắp cả mười phương hay không? Ha ha ha, 问三摩地娑诃。